Hay ai cũng được. Nhưng nó phụ thuộc được hay không thì phụ thuộc vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề uy tín của chúng ta đối với người vay, là người bị vay hay là người được vay. Lần này là người bị vay, tại vì chúng ta vay họ không cho, họ ngại, thế chứng tỏ là họ bị thiệt tai. Tiếp tục phụ thuộc rất lớn vào thái độ, phải nói là vô cùng lớn vào thái độ ạ. Nếu như chúng ta vay một ai đó mà chúng ta hỏi mà lạnh nhạt, liệu người ta có cho vay không ạ? Người ta có muốn cho vay đi nữa nhưng mà thấy cái thái độ này cũng được. Đấy chính là người ta nói tiền ở đây. Câu này là tin nói nhá, các anh chị lớn tuổi thì có thể thông cảm đấy. Tiền này có nhiều không có điều chú phải ngoan, có đúng không ạ? Đúng. Cái từ ngoan đấy nó phụ thuộc cái thái độ thôi mà. Đúng rồi. Đấy, các chị thỉnh thoảng nói tiền thì có nhiều không có điều chú xem thế nào đã, xem chú thế nào đã, thì đây nó là thái độ của chú như thế nào, đúng không? Thế thì ngày hôm nay đơn giản là chúng ta cố gắng nói bằng tâm của mình, bằng tim của mình, thì đấy là cái thái độ chân thật nhất, chân thành nhất. Chỉ đơn giản là gì? Alo anh Thọ ơi, có anh Độ này nghe chừng làm ăn khá lắm, cho em vay mấy triệu thôi. Anh Thọ, nói chung là cảm ơn chú, anh thì tạm được, nhưng mà anh vừa tiêu hết rồi. Có chán không anh Thọ? Chán hẳn luôn. Nhưng nói, alo anh ơi, em đang có việc cực kỳ quan trọng, cho em vay 2 triệu. Việc gì thế em? Đúng không? Hai cái thái độ khác nhau hoàn toàn thì kết quả khác nhau. Phải đúng không các đồng chí? Đúng, đúng rồi. Vậy thì khi chúng ta đi vay tiền, thái độ chúng ta cần phải rất nghiêm túc. Chúng ta bảo là chúng ta có việc rất quan trọng, rất gấp mà chúng ta nói còn chẳng quan trọng gì, chẳng thấy cái độ gấp cao gì thì người ta có cho vay không ạ? Câu trả lời là không, người ta bảo đừng có nói dối, chú cứ đùa anh. Không quan trọng lắm anh ạ. Thế bây giờ cái thái độ của chúng ta, thái độ thì tôi chia sẻ luôn là vay có hai loại vay, một là vay bình thường và hai là vay bằng được. Nói tóm lại, tao biết được, đi vay cho tao, tao không biết đâu, phải cho tao vay. Thế rồi hỏi em cho anh 1 triệu, 7 ngày sau anh trả, đừng nói 1 tuần, 7 ngày sau anh trả. Ủa sao có việc gì thế anh? Anh nhà có việc cực kỳ quan trọng và rất gấp. Không biết thế là gì có. Không có, có phải có. Làm nào có, không biết, tùy mày. Nhanh lên, đi vay cho anh nhanh. Thế sao vậy? Còn thời gian để suy nghĩ nữa không? Cứ thế mà đi vay thì còn gì nữa. Vậy thì cái thái độ của chúng ta là rất quan trọng. Bố, cho nó vay 2 triệu, bố làm gì? Bố, con làm gì kệ con có việc rất quan trọng. Nó tóm lại bố cho vay 2 triệu, 7 ngày sau trả. Có việc gì? Tao không cho vay được. Không, bố phải cho con vay. Không trả không được. Có việc gì mà quan trọng thế? Việc quan trọng con mới nhờ đi bố, không thì ta không. Thế đâu á? Thế là được rồi. Vay ai cũng vậy thôi. Em không cần biết, nói tóm lại là chị làm vay cho em. Đúng không? Anh phải giúp đỡ em chứ. Quá thật trận luôn. Thế lúc đấy không giúp đỡ thì em có ngại không? Đấy chính là lý do mà khi mình đi vay người khác ngại nếu là không giúp mình. Thế chỉ thế thôi.